Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Quý vị ơi, có một tin rất hot, đó là tại vũ trụ xe sang vừa mới nhập được một chiếc sedan hạng sang Mercedes S450 phiên bản Luxury, sản xuất năm 2020, màu trắng, nội thất nâu, mới lăn bánh được có 30.000 km thôi anh chị nhé. Một chiếc xe phải nói là ở thời điểm hiện tại, nếu anh chị có thể sở hữu thì sẽ tiết kiệm hơn so với khi mua mới lên đến hàng tỷ đồng. Vâng, và ngay tại đầu video thôi thì em Linh đã mang đến cho quý vị và anh chị một thông tin rất là hữu ích đúng không ạ? Vâng, chiếc xe Mercedes S450 phiên bản Luxury được sản xuất vào năm 2020 với gam màu trắng và nội thất màu nâu. Đây là một trong những gam màu từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất được ưa chuộng đối với giới trẻ hiện nay các anh chị nhé. Và xu hướng của những dòng xe sang đến từ Đức thì các anh chị thấy không? Chúng ta sẽ thường bắt gặp những gam màu trắng và nội thất kem hoặc nâu. Cái màu này thì nó sẽ có giá trị về xe hơn đúng không ạ? Như quý vị có thể thấy thì 450 Luxury được trang bị hiện đại hơn nhưng lại dễ tiếp cận với người dùng hơn so với phiên bản thường. Và chị Hằng ơi, thực sự là ngày hôm nay em rất là muốn khám phá nội thất của chiếc xe này trước, bởi vì là từ khi về với vũ trụ xe sang thì em bị say lòng trước nội thất của những chiếc xe Mercedes chị ạ. Được thôi Linh, bây giờ xin mời quý anh chị hãy cùng Linh và em Hằng khám phá nội thất của chiếc xe này nhé. Và đây chính là nội thất của chiếc Mercedes S450 phiên bản Luxury. Và Linh nhìn nội thất của chiếc xe này thì em thấy là nó có khác gì so với chiếc Maybach hôm trước chị em mình trải nghiệm không? Thực sự là nếu như mà là một người không chuyên về xe thì em thấy là nội thất của chiếc 450 Luxury này nó khá là giống với chiếc S450 Maybach hôm trước chị em mình quay. Rất là khó để có thể phân biệt được chị Hằng ạ. Và em có biết được cái giá chênh lệch nhau giữa phiên bản Mercedes S450 và Mercedes S450 Maybach không? Em nghĩ là Maybach nó sẽ có giá nhỉnh hơn, nhưng mà em không biết là nó đắt hơn. Nó sẽ hơn nhau, nếu cùng là đời 2020 sẽ hơn nhau đến vài tỷ đồng đấy. Và với quý vị anh chị nếu có nhu cầu trong tầm tài chính hơn 4 tỷ thì em Hằng nghĩ đây là một cái sự lựa chọn hết sức là sáng suốt, bởi vì giao diện của nó rất giống với chiếc Maybach và chúng ta cũng được tận hưởng những không gian rất là sang trọng đấy nhá. Đúng là như thế anh chị ạ. Và ở đây thì em Linh còn nhìn thấy là phần ốp da Napa còn được thể hiện rất tinh xảo bằng những đường khâu hình quả chám ở phần táp lô cũng như là cánh cửa. Nhiều loa và được trang bị loa trên chiếc Mercedes S450 phiên bản Luxury là loa Boommaster nhá. Và có 26 loa Boommaster. Nó sẽ khác với phiên bản thường của Mercedes S450. Tức là chúng ta đang ngồi trên chiếc xe phiên bản S450 Luxury là có 26 loa, còn nếu như em ngồi trên chiếc xe phiên bản thường thì chỉ có 13 loa thôi nhá. Và chiếc xe này thì là gấp đôi số loa so với phiên bản thường nhá. Linh có biết hàng ghế sau thì người ta hay gọi là gì không em? Em cũng chưa biết chị ạ. Hàng ghế sau của chiếc xe này người ta hay gọi là hàng ghế dành cho các chủ tịch đấy em ạ. À, em để ý ra rồi. Có phải là ở đây là có bệ đỡ chân này, ngồi rất là thoải mái giống như là phong thái của chủ tịch. Đúng rồi. Rồi là trên trần thì là có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, tích hợp cả với camera 360 nữa. Thực sự anh chị ạ, nếu như các anh chị đang tìm một chiếc sedan hạng sang và với mức giá hợp lý, thực sự đây là một chiếc xe không thể nào bỏ qua được. Với mức giá bên em đang chào bán chỉ có hơn 4 tỷ đồng. Và với một chiếc xe đã qua sử dụng được 2 năm thì em Hằng nghĩ rằng là nó còn giữ nguyên được những cái giá trị cơ bản với màn hình giải trí, khổ lớn, rất là nhiều tiện ích. Và hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi nhá. Cùng với đó là bệ tì tay, khu vực để ly và hộc đựng đồ với những cái nét phong thái phải nói rằng rất sang trọng và đẳng cấp. Với một chiếc xe như thế này thì em Linh nghĩ rằng còn chờ gì nữa mà các anh chị không cho em nó sự ưu tiên hàng đầu phải không ạ? Và để minh chứng thêm cho điều đó thì ngay bây giờ mời anh chị cùng với chị Hằng và em Linh sẽ ra bên ngoài để chiêm ngưỡng ngoại thất của chiếc xe. Chị Hằng ơi, ở phần đầu chiếc xe thì em thấy là có phần camera khá là khác so với phiên bản thường phải không chị? Đúng rồi đấy Linh ạ. Thưa quý vị, và đây cũng chính là chi tiết để giúp chúng ta phân biệt giữa phiên bản S450 Luxury và phiên bản thường các anh chị nhé. Hệ thống camera Night View sẽ quan sát được cả vào ban đêm, giúp chúng ta có thể nhìn thấy được xung quanh phần đầu xe mà người lái chưa chắc đã nhìn thấy. Về phần ngoại thất ở phần đầu xe thì các anh chị có thể thấy là xe được trang bị thêm cả hệ thống đèn pha multi-beam LED rất thông minh và đắt tiền. Đồng thời thì dọc thân xe còn được ốp nẹp chrome sáng bóng nhìn rất là sang trọng. Và chị Hằng ạ, các bạn của em thì vẫn hay nói rằng đi chiếc xe này thì luôn luôn cảm thấy tràn đầy tình yêu thương, bởi vì là xung quanh xe toàn là những vần ôm. Quả thật là các bạn trẻ có một cái sự liên hệ rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu phải không các anh chị? Và trên xe này thì Linh còn cảm thấy tò mò điều gì về ngoại thất không? À đây em có để ý ra là ở phần tay nắm cửa có một cái chấm nhỏ nhỏ. Hình như là chiếc xe này còn tích hợp cả chìa khóa thông minh Keyless Go phải không chị? Quá là chính xác rồi Linh ạ.
đấy chính là hệ thống chìa khóa thông minh Keyless Go. Và các anh chị có thấy rằng là Linh là một cô gái phải nói rằng rất thông minh và tinh tế đúng không ạ? Dạ vâng, và em Linh cũng rất mong được trải nghiệm nhiều chiếc xe sang thú vị hơn nữa cùng chị Hằng cũng như quý anh chị đã và đang ủng hộ kênh YouTube Vũ Trụ Xe Sang. Mỗi một lượt like và subscribe của quý anh chị chính là một động lực to lớn để em Linh và chị Hằng ra nhiều video hay hơn, những trải nghiệm thú vị hơn cũng như là những chia sẻ thật nhất đến quý anh chị. Và xin được cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành những comment rất là tích cực với những góp ý chân thành nhất để kênh YouTube Vũ Trụ Xe Sang ngày càng phát triển. Và nếu có nhu cầu muốn sở hữu chiếc mẹ S450 phiên bản Luxury 2020 này thì các anh chị nhớ đừng quên đến Vũ Trụ Xe Sang tại 108 Nguyễn Thanh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để gặp trực tiếp em Linh và em Hằng nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.